Quý vị và các bạn thân mến, quan niệm tiêu dùng của chúng ta hiện nay đang thay đổi từng ngày. Tiết kiệm dường như đang trở thành phương thức tiêu dùng chủ đạo hiện nay. Tiết kiệm không phải là keo kiệt, là bùn xỉn, là không tiêu tiền, mà là thái độ sống theo đuổi giá trị đồng tiền. Bill Gates đã từng nói, kinh nghiệm sống cần được tích lũy từng chút một, và tiền bạc cũng cần được tích lũy từng chút một. Cách sống khôn ngoan nhất của một người là học cách tiết kiệm tiền bất kể có nhiều tiền hay không. Rồi sẽ có giai đoạn bạn nhận ra rằng giây phút chạnh lòng nhất của người lớn là khi gặp khó khăn, bệnh tật mà trong túi không có tiền. Có một số thói quen chi tiêu xấu mà người giàu luôn tránh phạm phải. Đáng tiếc là những người nghèo và tầng lớp trung lưu lại thường phạm phải những sai lầm này. Không có gì khiến Jeff Bezos, giám đốc điều hành của một công ty tại Mỹ, hạnh phúc hơn là được ngồi xuống nói chuyện với ba cậu con trai về tất cả những gì nên làm với tiền bạc. Tuy nhiên, tác giả của rất nhiều bài viết về tài chính nhận ra, giống như bất kỳ những bài học nào, bọn trẻ thường học được từ chứng kiến những gì cha mẹ làm nhiều hơn là nghe những gì cha mẹ nói. Nếu cha mẹ nói một đằng làm một nẻo, bọn trẻ sẽ đi theo nẻo đường người lớn làm, chứ không phải là đằng người lớn nói. Vì thế, cách ứng xử của bạn với tiền bạc chính là bài học tài chính quan trọng nhất mà bạn đang dạy cho con mình. Jeff Bezos đã đúc kết như vậy. Dưới đây là những hành vi tài chính xấu mà cha mẹ không nên mắc phải nếu không muốn con mình học theo, để rồi cuộc sống của con khi trưởng thành sẽ khó khăn. 1. Chi tiêu cảm tính. Những suy nghĩ kiểu như, ồ mình thích cái đầm màu đỏ, hay chiếc xe này thật tuyệt, và bạn khiến nó trở thành một giao dịch cảm tính. Thường thì những giao dịch như vậy sẽ khiến bạn lâm vào cảnh nợ nần nếu bạn tiêu quá nhiều tiền, hoặc có thể là tiêu sạch tiền trong tài khoản tiết kiệm. Khi đam mê mua sắm trỗi dậy, thì mọi món đồ trước mắt đều trở nên đáng mua. Lúc ấy, chúng ta sẽ tự thôi miên bản thân rằng mình thực sự cần món đồ đó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn đừng mua ngay mà chờ đợi vài ngày tới, tự tách mình ra khỏi tình huống mua sắm ấy và dành thời gian để suy nghĩ thêm, thì sau đó, phần đông chúng ta thường sẽ nhận thấy là mình không cần nó đến vậy. Tôi thường dành ra một tuần đến một tháng để cân nhắc mình có nên xuống tiền hay không, phụ thuộc vào giá trị và độ thiết yếu của món đồ. 2. Mua sắm để cải thiện tâm trạng. Mua sắm để cải thiện tâm trạng thực sự là một thói quen tài chính không nên duy trì. Các chuyên gia tài chính đã giải thích lý do vì sao việc mua sắm để cải thiện tâm trạng là một ý tưởng tồi. Trước hết, bạn có nguy cơ mua một loạt những thứ không cần thiết. Và ngay cả khi chúng không tốn nhiều tiền, thì việc thường xuyên mua trong tình trạng không có kế hoạch trước sẽ khiến bạn tốn một khoản lớn trong thời gian dài. Bên cạnh đó, việc mua một cái gì đó mà không suy nghĩ có thể chỉ ra rằng bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề tâm lý của mình bằng cách mua sắm. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những hoạt động giải trí khác vừa có thể cải thiện tâm trạng mà lại không tốn tiền, như ra ngoài đi bộ với bạn bè, hoặc đi chơi thể thao ngoài trời. Đây chính là những điều giúp ví của bạn không bị đói. 3. Tiêu tiền bằng thẻ tín dụng. Không nên tiêu tiền trên thẻ tín dụng nếu không quá cần thiết. Đó là số nợ bạn phải trả, nhiều khi cũng quên bén mất số tiền cụ thể là bao nhiêu, cho tới khi kiểm tra lại thì đó là số tiền lớn. Nên tiêu số tiền mình đang có, tiêu bằng thẻ tín dụng khiến bạn luôn có cảm giác bạn là con nợ. 4. Ăn uống và vui chơi như thể ngày mai mình sẽ chết. Mọi người thường nói điều này như một cách biện hộ cho việc sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, cách này cũng có thể gây hại cho tài chính của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn uống và vui chơi và đi sâu vào nợ nần để có thể làm như vậy và bạn không chết vào ngày mai? Từ quan điểm tài chính, khái niệm đó sẽ đưa bạn cũng như con của bạn vào thảm họa. Hành vi này có khác nào bạn bảo bọn trẻ rằng không cần thiết phải chuẩn bị tài chính cho tương lai? Đó là bài học tài chính tồi tệ nhất. Cách đây vài ngày, một người bạn của tôi phàn nàn về chồng của cô ấy. Chồng cô bạn tiêu xài hoang phí, thường xuyên đi ăn nhậu với bạn bè, mỗi lần tiêu hàng triệu bạc. Tất nhiên, chi tiêu cho con cái cũng thoáng, mua bộ quần áo cho con thôi cũng gần triệu bạc. Chồng cô bạn cũng chỉ là một nhân viên bình thường,
lương tháng thuộc tầm trung, trừ tiền vay mua nhà thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Cô bạn thì ở nhà toàn thời gian, chăm hai đứa con vẫn chưa biết đi. Mỗi lần thuyết phục chồng tiết kiệm tiền là một lần cô bạn nhận được câu trả lời hờ hững. Đời là mấy đâu em, sống là phải biết hưởng thụ chứ. Lâu dần, nợ nần của hai vợ chồng ngày càng nhiều. Chồng chưa đầy một năm trở lại đây, vì bị đòi nợ nhiều nên người chồng đâm ra chán nản, cuộc sống càng thêm khó khăn. Có những người, đằng sau vẻ ngoài có vẻ hào nhoáng là cả một khoản nợ khổng lồ. Có câu, con người là anh hùng, tiền bạc là dũng khí. Khi không có tiền, một bước cũng khó đi. Tất cả những gì bạn có thể cảm thấy là chán nản, tuyệt vọng và sự hèn mọn vô tận. 5. Mua đồ lẻ tẻ tiện đâu mua đấy. Bạn vẫn nghĩ rằng chỉ có những bà cô lớn tuổi mới hay mua đồ nhiều và dự trữ thì bạn đã nhầm rồi nhé. Hoàn toàn không có gì xấu khi bạn mua hàng với số lượng lớn, có sự chuẩn bị trước nếu đó là những thứ có hạn sử dụng lâu dài. Việc tích trữ sẵn những thứ cần thiết như ngũ cốc, giấy vệ sinh, dầu gội và chất tẩy rửa sẽ hạn chế việc bạn bất ngờ lang thang ở siêu thị chỉ để mua một bịch giấy, rồi lại khuân cả đống đồ chẳng biết bao giờ mới dùng đến về nhà. Bởi vì mọi thứ bạn cần đều đã có ở nhà. Việc mua hàng với số lượng lớn còn giúp bạn có thêm một khoản chiết khấu nữa. Tuy nhiên, đừng chỉ chú ý tới giá cả mà tham đồ chất lượng kém. 6. Thường vứt bỏ thức ăn thừa. Hãy học cách tiết kiệm từ chính việc ăn uống của bạn, lên thực đơn, khẩu phần ăn vừa đủ, không mua quá nhiều để lãng phí. Có khá nhiều người no bụng đói còn mắt nên nấu rất nhiều. Khi ăn lại chẳng hết, thức ăn thừa thường bị đem đổ gây hoang phí. Trong khi còn rất nhiều người không có để ăn thì bạn lại đổ bỏ. Những đồ nào còn có thể ăn tiếp hãy đóng lại, đậy kín để sử dụng bữa tới. Không lãng phí thức ăn chính là cách giúp bạn tiết kiệm được tiền. 7. Lúc nào cũng mắc nợ. Một trong những vấn đề tài chính lớn nhất mà nhiều hộ gia đình mắc phải chính là nợ nần. Nếu bạn chấp nhận việc mắc nợ thì con bạn tương lai cũng như vậy. Nợ nần chính là đại diện cho việc giảm thu nhập trong tương lai, bởi bạn sẽ phải trả cho những gì đã chi ra trong quá khứ. Chấp nhận nợ như một người bạn không phải là cái nhìn lành mạnh về nợ. Bạn có thể và nên nói với con về nợ, nhưng làm thế nào để giải quyết nợ mới là điều quan trọng hơn. 8. Mua cà phê mỗi sáng. Các nhà khoa học Anh đã tính toán được rằng một nhân viên văn phòng trung bình chi 510 đô la mỗi năm cho cà phê. Tất nhiên, giá của một tách cà phê là khác nhau, tùy thuộc vào mặt bằng cửa hàng và danh tiếng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bạn đã tốn khá nhiều tiền cho những thức uống này. Lời khuyên được đưa ra là hãy mua cho mình một cốc giữ nhiệt và pha sẵn cà phê từ nhà. Điều này có thể giúp bạn vẫn thưởng thức được đồ uống nóng trên đường đi làm mà vẫn tiết kiệm được tiền. 9. Không có một ngân sách chi tiêu. Nếu bạn tiêu tiền mà không có ngân sách, tức là bạn mua những thứ mình muốn hoặc mình cần mà không xem xét gì về giá cả. Con bạn rồi cũng sẽ vung tay quá chán như bạn, sẽ mua bất cứ món đồ gì mà không quan tâm đến chi phí. Và con bạn cũng như bạn sẽ phải nhận trái đắng từ việc chi tiêu thiếu kỷ luật. 10. Mua quần áo không phù hợp với những thứ bạn đã có. Rất nhiều người cố chạy theo mốt để sắm những đôi giày sáng màu, rồi chỉ đi một vài lần, hay những chiếc túi xách thời trang chỉ phù hợp với những dịp hiếm hoi, rồi bị cất trong tủ quần áo. Việc thường xuyên mua quần áo không phù hợp với những thứ bạn đã có sẽ sớm phá hủy sự cân bằng tài chính của bạn. Hãy trung thực với tình hình tài chính của mình và chọn mua trang phục mà bạn có thể dễ dàng kết hợp với những gì bạn đã có. Hy vọng rằng những kiến thức về tài chính trên đây có thể giúp ích được cho quý vị và các bạn. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi.